mọi người, buổi tối ngày hôm nay thì Trúc mời mọi người ăn món bánh canh tôm càng với Trúc nha. Đây, đây là hai cái càng tôm thiệt là to và một thố bánh canh mini. Mời mọi người ăn buổi tối với Trúc nha và chúc cho mọi người có một buổi tối thật là ngon, thật là vui cùng với những người thân yêu trong gia đình của mình. 7 giờ rồi, mời mọi người ăn thôi. Đây, mình có nước chấm và cái này là một cái siêu phẩm của bạn Linh, đó là món mắm chanh. Rất là ngon, hồi nãy thử rồi. Bây giờ thì mời mọi người ăn bánh canh tôm càng với mình ha. Mình sẽ cho một ít giá vào đây. Bánh canh này thì mình mua mọi người chứ mình không có tự nấu. Mời mọi người nha. Cái nước dùng ngon. Ngon quá mọi người. Mọi người có thắc mắc là tại sao cái tô bánh canh này nó không có topping gì không? Là bởi vì Trúc mua bánh canh này là bánh canh ghẹ, nhưng mà ghẹ là người ta lấy thịt ra rồi á. Nhưng mà Trúc không có bỏ gì trong đây, bởi vì hôm nay mình món ăn của mình là bánh canh tôm mà, nên Trúc không có bỏ ghẹ vô. Hồi nãy lúc mua á, thấy cái tô bánh canh nó không có được hấp dẫn mọi người. Nấu lên thì thấy nó cũng rất là bình thường, nên mình cũng có hơi nghi ngờ là nó không ngon. Nhưng mà bây giờ ăn rồi mới biết là cái nước dùng của nó cực kỳ ngon mọi người. Mọi người có thắc mắc là ăn bánh canh tôm càng mà hai cái càng tôm ở đây thì cái mình tôm ở đâu không? Đây, cái mình tôm ở đây. Tuyệt vời, ăn mặt trời luôn mọi người. Sạch sẽ tô bánh canh rồi. Bây giờ thì mình sẽ xử tới càng tôm nha. Trước khi xử càng tôm thì mình uống một chút trà sữa đã. Trà sữa đây nó ngon. Quá đã. Bây giờ thì xử mấy em này thôi. Nó mặn quá mọi người.
mọi người nhìn thấy thịt nữa không, nó dính ở trong đây rồi chứ không lấy ra được. Nhưng mà cái thịt nó mặn mặn đã quá rồi, mình sẽ chấm với lại cái mắm mắm chanh này nữa. Ồ, ôi lấy nó ra được nè mọi người. Wow wow wow, đã chưa. Thịt con này nó mặn nha mọi người, nên là chấm với lại mắm tắc nó có vị chua một chút ngọt nữa, nên nó đều vị lại. Ai muốn mua cái mắm chanh này thì liên hệ với Linh nha, shop cô Linh đó mọi người. Thịt cho mày nè, mình phải môi nó ra. Tính ra là con này nó thịt nó dày là nó chưa ngon á mọi người, nó hơi bở á. Phải môi ảnh ra. Mình xử tem này nha. Tem này cũng có thịt nhiều lắm nha mọi người. Cái gì vậy? Đây mọi người. Đó, mình sẽ chấm gì mình ăn mới đã nè. Phải gỡ nó ra mới dễ chấm mọi người. Con này ngon hơn con nãy. Cái quên, cái càng này ngon hơn cái càng nãy. Cũng có thể là cái càng này của con khác đó mọi người. Con này thịt ngon quá. Nhưng mình không có lấy ra được ha. Ý dạ. Mắm này chân ái luôn á. Hồi nãy mình mua bánh canh là người ta cho mình cái nước chấm này để mình thử coi. Cái này là muối chấm. Cũng ngon, nhưng mà nó thiếu cái độ chua á. Mình ăn cái này, cái con này nó mặn, mà mình chấm với cái này nó có độ chua, nó đều vị, nó đã lắm. Cảm giác là nó hợp với nhau lắm. Đó. Nhưng mà mình chỉ thích ăn cái phần thịt thôi, mình không có thích ăn cái phần này nha. Cái phần này nhìn nó giống cái con, cái phần này nhìn nó giống cái con sò đỏ mọi người ha. Đó, mình chỉ thích ăn cái khúc này nè. Cố gắng môi móc ở đây được miếng này mọi người. Quá đã mọi người. Vừa đủ vừa no và cũng vừa xong bữa tối. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video ngày hôm nay nha. Bạn nào thích đó có thể mua cái càng tôm hùm này về và ăn thử với cái loại nước chấm này ha. Mắm chanh của shop nhà Linh, shop cô Linh. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video ha. Chúc cho mọi người có bữa ăn ngon miệng cùng với gia đình nha. Và có gì vui thì nhớ comment cho Chúc biết ha. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Kéo thèm ngao này đã.